Nina. bờ Thi xin kính chào quý khán giả của iShop LS TV. À, cũng như thường lệ thì hôm nay chúng tôi à, gửi đến quý vị live show cứ cách thứ hai mỗi tuần là chúng tôi có live show mua sắm trên iShop LS TV với gương mặt thân quen của chúng ta của đài Lý Đô Sài Gòn TV. Hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng đón chào cô Nina đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay cảm ơn chị bảo thi rất là nhiều và nina cũng xin trân trọng kính chào quý vị đang theo dõi cho chương trình trực tiếp truyền hình mua sắm trên ishop ls tv à, tại sao chúng tôi có những chương trình này là vì chúng tôi muốn đem những cái món quà thật là bất ngờ gửi thẳng đến cho quý vị trong chương trình này và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có món quà gì đặc biệt chị bảo thi cảm ơn nina hôm nay bảo thi tới giới thiệu tới quý vị sản phẩm uh, super million hair cái sản phẩm này nghe cái tên thì quý vị đã hiểu được rằng nó là cái gì? Super Million Hair tức là nó cho chúng ta một triệu triệu sợi tóc. Đối với quý ông cũng như một ít thôi, quý bà thì vào cái tuổi trên 60 thì chúng ta sẽ bị rụng tóc rất là nhiều. Thứ nhất là do cái hormone của chúng ta bị mất dần đi và cái thứ hai là do cái nước có thể là nước ở đây để tắm gội chúng ta bị chất vôi quá nhiều hay sao đó mà chúng ta hay bị rụng tóc, thần thành thử ra nó có những cái chương trình mà bán uh, uh, gửi đến cho chúng ta những cái xà bông rụng uh, tóc, chỉ rụng tóc uh, và hôm nay Bảo Thi uh, cùng giới thiệu với Nina cái sản phẩm uh, Super Million Hair là giúp cho chúng ta được một triệu triệu sợi tóc. Tức là sao quý vị ở trong một cái set như vậy chúng tôi có uh, hai hai cái size size thứ nhất nó gồm có 10 gram bột một chai bột và một chai spray tức là chai keo để mình xịt lên super million hair là một trong những cái sản phẩm rất là nổi tiếng yeah. được xuất xứ từ nhật bản nên thành ra là quý vị rất là yên tâm tại vì make in Japan thường thường người nhật khi mà họ sản xuất một cái mặt hàng ra là họ đem đến cái sự uy tín của họ đến với khách hàng và bột ở đây có nghĩa là chị bảo thi nói là một dạng của fiber là exactly. những cái sợi tóc yeah. được cắt rất là nhỏ và rất là mịn để khi mà chúng ta sắc cái 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 phần fiber đó lên là giống cái fiber đó cũng là nếu mà quý vị nào mà nhất là các em nhỏ đã từng xài mà chải lông mi nhìn nó dài nó dày ra thì đây là một trong những cái dạng mà để tạo cho cái sợi tóc của mình dài và dày ra và rất là thích hợp với cái phần million hair super million hair này rất là tốt cho tất cả quý vị đang bị trường hợp hối đầu dạ. à, thiếu tóc và cái da đầu của mình lộ ra cái màu sáng quá nhiều dạ. thì cái Super Milan Hair này quý vị thì ở đây là chúng tôi đưa đến cho quý vị coi là ở đây một cái hộp bột như vậy chúng ta chỉ rắc lên thôi chúng ta rắc lên trên cái chỗ nào chúng ta bị thưa tóc và hói tóc rắc lên như vậy thì tự nhiên cái cái bột nó sẽ che nó có nhiều màu để chúng ta lựa chọn thì nó sẽ hợp với cái màu tóc của chúng ta thì cái chỗ mà da đầu chúng ta trắng thì nó sẽ uh, che che bớt cái chỗ giờ lộ cái da đầu ra và chúng ta sẽ dùng ngay cái chai spray này là chai keo để khi vị quý vị rắc bột lên chúng ta cần phải có keo để giữ cái bột này nó không có bị bay đi thì uh, có nhiều câu hỏi là hỏi là cái này khi mà mình làm như vậy đó À, thì thật sự ra mấy cô chưa biết làm như vậy thì nó có nhuộm tóc luôn cho mình hay không cái thứ hai là cái này đó mình xài luôn hay sao hả cô bỏ thi thì thưa quý vị à, khán giả cái này thì mình rắc cái bột này rắc lên thì chúng ta tạm thời cho chúng ta che cái khuyết điểm của chúng ta ở trên đầu thưa quý vị rồi sau đó chúng ta dùng cái spray ta chúng ta spray lên nhưng khi chúng ta gội đầu thì nó sẽ hết cái đó cho chúng ta nhưng khi chúng ta đi trời mưa hoặc chúng ta có dội tí nước lên thì nó không có bay cái màu này chúng ta wow. và thì nó rất là hay chỉ tạm thời cho chúng ta đi đi lễ đi nhà thờ hoặc là đi chùa hoặc là đi những cái những cái tiệc tùng gì quan trọng thì chúng ta rắc lên để cho nhìn tóc ta dày hơn và nhìn thấy trẻ hơn cái việc rất là trẻ khi quý vị bị hói đầu lâu năm mà không có cái gì để chữa để giúp với super million hair này thì quý vị sẽ rất là yên tâm với chất lượng bảo đảm được sản xuất tại nhật và những cái bột được làm bằng những cái sợi fiber nhỏ li ti dạ. và cái cách sử dụng cũng rất là đơn giản như chị bảo thi vừa nói chị có thể chị lặp lại thêm một lần nữa cái, cái, cái cách sử dụng thưa chị Dạ cảm ơn nina cái cách sử dụng rất là dễ quý vị chỉ vị trong một cái set uh, khi quý vị order cái set nhỏ đó hoặc là mua một cái set lớn là chất nhỏ là 10 gram bột set lớn là 20 gram bột thì quý vị chỉ dùng cái bột này quý vị rắc lên đầu chỗ nào mà quý vị bị hói hoặc quý vị muốn cho cái tóc của mình dày lên thêm chút xíu vị rắc lên thôi và chúng ta dùng ngay cái spray này chúng ta xịt lên thì chúng ta đã có một cái máy đầu rất là đẹp rất là cho chúng ta thêm triệu chiều, chiều sợi tóc à, mọi liên lạc hoặc biết thêm chi tiết quý vị hãy gọi ngay cho iShop LSTV với số phone là 866 328 3434 866 328 3434 chúng tôi nghe phone 24 trên 24 và chúng tôi có thể giải thích được những cái thắc mắc của quý vị khi quý vị muốn sử dụng tới cái iShop cái cái Super million Hair này trên iShop LSTV mình có bao nhiêu màu để cho quý vị có thể chọn lựa. Ở trên một cái hộp này Nina có thể coi là người ta cho mình 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 màu. Wow. Nhưng nhưng mà với người Việt Nam của chúng ta thì Thi chỉ chọn 1 2 3 4, tức là số 1, số 2, số 3 và số 23, tức là nó có màu đen, màu nâu đen, màu 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 nâu vừa và màu nâu lợt. Nó có bốn màu để phù hợp với lại cái 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 mái tóc của người Việt Nam chúng ta. Cho nên quý vị nào muốn đến coi hoặc là muốn đến thử coi sản phẩm này cô Bảo Thi với cô Nina nói à, nó có đúng đúng sự thật giống như là hai cô nói hay không thì quý vị hãy đến ngay với Lý à, Little Sài Gòn TV à, iShop LTV nằm trên lầu quý vị đối diện với Phước Lộc Thọ trong khu chợ Á Đông quý vị đường lái xe vô chợ Á Đông quý vị cứ nhìn cho Bảo Thi phía tay trái nhìn lên lầu thấy cái 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 banner là Lido Sài Gòn TV ở dưới có cầu thang đi bộ lên và tấp tay phải liền gặp ngay bảo thi hoặc là các nhân viên ở trong đó để quý vị có thể coi và phục vụ quý vị những cái câu hỏi mà quý vị muốn hỏi thêm. Dạ, bên cạnh đó quý vị có thể gọi ngay vào um, iShop LS TV ngay từ bây giờ để chúng ta có được một bộ tóc đẹp và mượt mà hơn ở số 1866 328 1866 328 3434